một thời ra Bắc vào Nam, lên rừng xuống biển 45 năm. Tấm huy chương danh hiệu người sáng, truyền hình sách báo đủ lời ngợi ca. Nhưng tất cả rồi sẽ qua màu, hoàng kim cũng phôi pha lệ thường. Anh hùng giữa bao nhiêu anh hùng, vinh quang cũng trắng xanh cùng rủi ro. Đời người là một kiếm phù du, ông kia mà nọ cũng là hư dối. Cuộc chơi nào cũng tàn canh, sau tư tuổi mù là hầu thành dân. Làm quan phải nhớ nhất thời, dân là vận đại trương tôn hiện vinh. Đi lên từ những công trình đẹp thêm dáng vóc kinh thành ngàn năm. Doanh nhân tâm sáng chi bền, liêm minh chính trực nghĩa tình thủy chung. Âm vang danh hiệu anh hùng, chắc cương xích thô dặm trường ta. Ra Bắc vào Nam, lên rừng xuống biển 45 năm. Tấm huy chương danh hiệu người sáng, truyền hình sách báo đủ lời ngợi ca. Nhưng tất cả rồi sẽ qua màu, hoàng kim cũng phôi pha lệ thường. Anh hùng giữa bao nhiêu anh hùng, vinh quang cũng trắng xanh cùng rủi ro. Đời người là một kiếm phù du, ông kia mà nọ cũng là hư dối. Cuộc chơi nào cũng tàn canh, sau tư tuổi mù là hầu thành dân. Làm quan phải nhớ nhất thời, dân là vận đại trương tôn hiện vinh. Đi lên từ những công trình đẹp thêm dáng vóc kinh thành ngàn năm. Doanh nhân tâm sáng chi bền, liêm minh chính trực nghĩa tình thủy chung. Âm vang danh hiệu anh hùng, chắc cương xích thô dặm trường ta. Làm quan phải nhớ nhất thời, dân là vận đại trương tôn hiện vinh. Đi lên từ những công trình đẹp thêm dáng vóc kinh thành ngàn năm. Doanh nhân tâm sáng chi bền, liêm minh chính trực nghĩa tình thủy chung. Âm vang danh hiệu anh hùng, chắc cương xích thô dặm trường. Vị danh nhân toàn cầu, tôi tên là Nguyễn Đăng Giáp, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tổng ty 36, đến từ Việt Nam. Tôi rất vui và xúc động tối nay được giao lưu học hỏi với các doanh nhân toàn cầu. Tôi nghĩ rằng danh hiệu thì nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Một lần nữa xin cảm ơn ban tổ chức và xin chúc các
các doanh nhân, sức khỏe và thành công.